那些要比天更高，谁给我我心满自豪，人从前路去万里江山赴，多少光辉铺前路，情那些也不想细数，情如恨冤哪管有或无，谁人能望到眼前苦恼，多少欢呼吹得暴，受天之好与报，一声高呼似风暴，命运在手，一声喝令中，光辉背后无数血路。Tấn Đào Quyên Minh thích bông cúc và mẫu đơn chỉ bông thường thôi. Ngũ A Ca, tôi xin ngài hãy thả tôi ra đi. Nếu một lát nữa phụ dương của ngài Lâm Triều đi ngang qua đây thấy được ngài thì phiền phức lắm. Nếu mà tới lúc đó tôi cũng không có cách nào cứu ngài. Còn gạt ta, gần đây giặc ở biên cương đã đánh nhau dữ dội, phụ hoàng của ta và các vị đại thần đang thương lượng nhau ngày lẫn đêm, luôn cả muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian, đã ba ngày ba đêm chưa ngủ rồi đó. Ngài cho biết tin dựng sâu không? Làm sao có thời gian đến đây được, đồ ngu. Ê, Ngũ A Ca chuẩn bị xong chưa? Lát nữa quảng huynh của ngài Tứ A Ca cũng sắp tới đây học hành rồi đó nè. Nếu Tứ A Ca thấy được, ngài cũng gặp nhiều rắc rối đó. Học cái đầu ngươi, giờ hoàng huynh của ta vẫn còn ngủ ngon giấc, đâu có thời gian tới đây nghe ngươi nói bậy nói bạ hả? Thiên xuất sử biểu của Gia Cát Khổng Minh vừa dài lại vừa khó đọc nữa. Tội nghiệp quá, không còn chỗ nào để ta vẽ nữa. Dạ. Nhưng mà vậy còn có một chữ này, người biết ở đâu không? Cái mong đích của ngươi đó. Xin đừng à, xin đừng à, bó đại nhân cứu tôi với. Im đi. Bó đại nhân à, cứu tôi với. Ngũ A Ca, có chuyện gì mà lao quá vậy hả? Chán thiệt, tối ngày cứ bắt tôi học bài, sắp sửa trở thành con bọt sách rồi đó. Thank you.
ở trong phòng, trong phòng á. Tú Hoàng huynh, mấy tên thích khách lại đến nữa, đừng ngủ mà. Ngủ A Ca, ngài yên chí đi, mấy tên thích khách đâu phải là đối thủ của hoàng thượng, đánh thức Tú A Ca đi. Tú Hoàng huynh, Tú Hoàng huynh. Anh chạy về, anh chạy về. Gãy rồi. Chạy máu rồi. Thằng mắc dịch còn lo giỡn nữa. Vui không hả? Vui không hả? Vui không? Các người canh chừng các lối đi vào. Dạ. Gần đây thích khách đã đột nhập vào đây 3-4 lần rồi đó, làm tôi sợ muốn chết luôn. Đã biết trên núi có cột lại còn đi lên núi, tức là tới nằm mạng thôi. Rời khỏi nơi đây, các chị có chịu thả người không hả? Chúng tôi dám vô đây đã tính sẵn sẽ hy sinh thôi. Vậy phải làm cách nào mới giữ được an toàn tính mạng của họ? Nói, người muốn ai đứa con người được an toàn thì phải đối đầu người. Đội lấy đầu của ông, lần này chắc chết rồi. Lần này chết rồi. Nếu mà trong vòng 3 giờ người còn ngoan cố không chịu ra tự mình kết liễu, chúng ta sẽ chặt đầu của họ xuống trước, rồi mới từ từ. Đi, người nghĩ kỹ đi. Phụ quan. Hoàng thượng, sắp tới giờ rồi, hoàng thượng nghĩ cách nào cứu họ không? Hoàng thượng, nhanh lên đi, nếu không thì sẽ không kịp nữa đó. Các người biết không hả? Nếu mà muốn cứu mạng của hai anh em nó, biện pháp duy nhất thì là trẫm tự kết liễu mình. Bộ các người muốn trẫm chết hay sao? Ý thần thiếp không phải vậy. Thần thiếp cũng không dám. Bẩm hoàng thượng, 3000 quân sĩ tiền phong đã thừa lệnh vào cùng, bao vây họ rồi. Xin hoàng thượng quyết định. Hoàng thượng, vậy làm sao? Vậy làm sao? Được, lập tức truyền lệnh của trẫm, tức khắc tấn phòng Tứ A Ca lên làm Bảo Thân Dương, Ngũ A Ca làm Hòa Thân Dương. Dạ. Vậy phải làm sao hả? Lập tức truyền lệnh xuống thi quỷ hết tất cả, cho mấy nhà hán biết sự lợi hại của trẫm, lập tức đưa bãi về thẩm cung. Dạ. Sao con không đi? Hoàng thượng, hạ thần e rằng khi tới đường cùng thì 3 thích khách kia sẽ giết chết 2 vị A Ca để hạ cơn giận. Xin hoàng thượng nghĩ kỹ. Đúng rồi, một mặt có thể không cần dùng võ lực, mặt khác có thể tránh khỏi sự hy sinh vô ích. Hoàng thượng, hoàng thượng chỉ có 2 đứa con thôi, sao hoàng thượng lại nỡ lòng đứng đi nhìn họ chôn thân trong trận lửa? Trẫm làm như vậy cũng chỉ muốn dân chúng trong thiên hạ biết rằng trẫm là một con người rất lợi hại.
Nếu mà một trong ba thích khách trốn khỏi chỗ này, những người có mặt tại đây đều sẽ bị xử tử hết, tru di tam tộc. Nghe rõ chưa? Ê, nghe rõ chưa hả? Giờ làm sao? Giết chết hả? Đừng giết tôi, đừng giết tôi à. Đốt lửa mồ. Dạ. Họ đang đốt lửa ngoài kia, làm sao bây giờ hả? Đó, cậu hoàng thượng kia là khinh thường tình nghĩa cha con, ra lệnh đốt khu nhà này. Xin đừng giết tôi. Cho dù chúng tôi không giết ngươi, chúng tôi đều bị chết cháy hết. Cho nên đừng quán trách chúng tôi. Chỉ nên trách số của ngươi không được tốt. Ai mà kêu ngươi là con cháu của cậu hoàng thượng kia? Chạy nó lên. Cha sao con vậy? Con thật xứng tờ tên của con cháu Đại Thanh chúng ta. Nếu con không lanh lợi như vậy thì hai anh em con và ba tên thích khách kia đều phải chôn thân trong biển lửa rồi đó. Phụ hoàng à, con giỏi như vậy sẽ được thưởng phải không? Cấm miệng! Ai dạy con nói chuyện không biết lễ phép gì hết? Chưa cho phép con đứng dậy, con đã đứng dậy rồi. Dạ phụ hoàng. Bây giờ ta hỏi con, chuyện này hồi sáng đã xảy ra vào lúc nào vậy hả? Bẩm phụ hoàng, là giờ mẹo đó. Chuyện xảy ra ở đâu? Dạ. Dạ ở nhà con. Trẫm hỏi thêm con, vào giờ mẹo mỗi ngày thì con đang làm chuyện gì và ở đâu? Dạ ở ngự phòng đọc sách. Con biết như vậy thì tốt. Súc sanh, con cứ lo ăn chơi cả ngày, bỏ lỡ chuyện học hành, ngày nào con cũng vậy chứ phải không? Bẩm hoàng thượng, con vậy rồi mà. Vậy rồi hả? Vậy rồi sao con tới ngự thư phòng? Chắc con biết mấy hôm nay phụ hoàng đã lo chuyện giặc ở biên cương, không có rảnh để dạy con thì con muốn làm phản đó hả? Hoàng thượng, cấm miệng! Mẹ hiền sanh con hư. Trẫm nghĩ rằng con không muốn học hành nữa thì kể từ ngày mai con không cần tới ngự thư phòng nữa. Phụ hoàng nói thiệt với con phải không? Kể từ ngày mai con phải đi theo bên cạnh trẫm, phụ trẫm xử lý công việc ở biên cương. Con biết chưa, bây giờ con không còn nhỏ nữa, cả ngày cứ lo chơi, làm sao làm hoàng thượng cai trị thiên hạ? Phụ hoàng à, nếu không muốn gian sao của Đại Thanh chúng ta sẽ bị hủy diệt thì đừng sai con làm, con ngu dốt lắm. Thiệt mà. Cái gì? Hoàng thượng cũng không muốn làm? Bẩm phụ hoàng đâu phải chỉ có một mình con thôi. Con nghĩ hoàng đệ đó, nó cũng giỏi lắm, lại thông minh, vậy kiếm nó phụ đi. Người. Nè ăn đi, tôi nói cho cậu ăn đó. Đồ ngu, có rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới đó. Còn đâu có muốn làm. Làm hoàng thượng có gì tốt chứ? Chẳng hạn như phụ hoàng của con làm việc không chia ngày đêm, còn phải phê chiếu chỉ nữa. Bây giờ ở biên cương lại có giặc, phụ hoàng đã liên tiếp mấy đêm không có ngủ thượng nghị quân cơ, điều động binh mã. Hơn nữa à, con không muốn sau này con của con mới vừa sinh ra thì phải gửi vào A Ca sở, giao cho mấy bà vú và thái giám nuôi đó. Vú nuôi à? Con không phải nói vú nuôi không tốt. Nè, tóm lại, mặc dù tụi con có mẹ ruột sanh ra, nhưng mà chẳng khác nào cũng không có mẹ ruột vậy. Vú nghĩ coi, con gặp mặt hoàng mẫu hậu có được 100 lần chưa? Vì luật lệ của tổ tiên cậu để lại là vậy mà. Bộ cậu tưởng hoàng mẫu hậu thích làm vậy hay sao chứ? Vú đừng nói chuyện luật lệ nữa. Mở miệng là luật lệ, cứ luật lệ lệ hoài, làm con nghe thấy chán quá.
Tứ Ức à, Tứ Ức à. Nè, sao mà đến trễ quá vậy? Nè, đem về mua thuốc bổ cho mẹ thầy đi. Bệnh của mấy người già không phải là giỡn chơi đâu, người biết không ạ? Nếu tính luôn những người anh em đã qua đời của Tứ Ức à, trong mười mấy hai chục năm nay tôi đã dạy qua hai mươi mấy người đó. Nhưng trong số con cháu của nhà vua chỉ có một mình Tứ Ức à hiểu chuyện nhất. Ngài thấy chưa, tôi là người thất bại. Ê, thật ra tôi cũng không như thầy nói đâu. Nhưng mà ít ra Tứ Ức à vẫn biết kính trọng tôi là thầy giáo, không phải như mấy vị Ức à khác. Ê, xin đừng nói vậy. Hôm nay có sách gì không hả? À, dạ có. Nói thật nha, tôi là người thầy giáo, thật không nên đem mấy thứ sách này cho ngài coi. Ê, thầy không cần nói nữa, con hiểu rồi. Con không nói ra thì đâu có ai biết. Con mấy cuốn sách nữa ở bên con, dù sau này phải ngồi ở trong bộ quân cơ tới sáng, con cũng không ngán. Phụ hoàng giảng tuế, đứng dậy. Đa tạ phụ hoàng. Lúc này khí hậu ở Bắc Kinh nóng lắm. Trẫm có ý định dời bộ quân cơ tới Thừa Đức Sơn Trang một thời gian. Hoàng thượng anh minh. Phụ hoàng à, cho con đi với. Con không được đi. Tại sao vậy chứ? Con cũng là thành phần trong bộ quân cơ mà. Con không phải thành phần trong bộ quân cơ. Con thật là làm không nên chuyện mà còn phá chuyện nữa. Mỗi lần mở cuộc hội nghị quân sự, con thì tinh thần quẩy quán ngồi đó ngáp. Kể từ ngày mai, đổi con qua nội phủ theo Trình Tổng quản lo chuyện thái giám. Trình Tổng quản sẽ dạy con làm cách nào. Đổi con đi lo chuyện của thái giám? Vậy còn hơn là để con ăn không ngồi rồi. Mũ Ức à, coi chừng giết chết hắn, đừng làm vậy à. Cần gì phải sợ, tôi chỉ nhắm cái nón của hắn thôi. Cái thằng mất dạy. Hoàng huynh, sao lại Hoàng huynh? Bắn cung cũng hay đó chứ. Muốn giết hả? Bây giờ không phải. À, để biết rồi. Thì ra huynh thừa lúc phụ hoàng không có trong cung, ráng ra ngoài chơi chứ gì. Lớn tiếng gì vậy? Bộ nghiêm muốn chết hả? Muốn đệ không nói cũng được, trừ phi huynh dẫn đệ đi chơi. Đi, dẫn đệ đi. Đi mà. Đi, 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 đi. Nè, đừng cắt, ta cũng cho ngươi biết trước nha. Nếu như ngươi còn làm chuyện ta nữa, ta sẽ khiến ngươi đó. Giờ là phụ tá chính mới thấy dám trong nội phủ nói chuyện cũng khác lúc trước, để mở miệng ra thì đòi thiến đệ. Sao hả? Hả? Ê, ở đây có chỗ nào vui không hả? À, quán võ nè, mình đi kiếm quán võ nào chơi đi. Quán võ hả? Huynh biết ở đâu không? Để tao đã chuẩn bị trước rồi. Cái gì vậy? Cái này là tăng cấp từ trong cung ra, bản đồ đường xa Bắc Kinh đó. Bản đồ này thuộc đời nào vậy? Tao không đâu có biết. Ui da, Khang Hy giáp tử thủ vũ bút là ông nội của mình, vậy lúc ông mới mười mấy tuổi đó mà. Hèn gì bụi bặm dính trên giấy tùm lum cơ. Đừng nói nữa, có thì được rồi. Đi thẳng, quẹo cái. Ngon quá ha. Đây này ngon chứ. Đây này đã tìm đi, đã tìm. Cũng là để. Cảm ơn. Xin mời mấy vị vô trong ngồi chơi đi. Nè, trên tấm bản đồ ghi rõ chỗ này là quán võ đó.
Đâu phải. Huynh coi trên kia, ba chữ đó đâu có giống đây. Gạt để không biết chữ à? Ây da, ngươi là cũng như con heo đó. Ây da, đã 60 mấy năm rồi quán võ này đã trở thành tiệm thịt khô. Tiệm thịt khô? Ừ. Trong đó bán thịt heo phải không? Các ngươi chưa có đọc cuốn sách Anh Hùng Trai Gái. Trong sách diễn tả các kỹ viện đều xưng bằng tiệm thịt khô. Ờ. Ây da, Trần Đại Dân à, sao mình lâu không ghé tới chơi vậy? Bộ đại nhân đã quên mất cô Tuyết Hương sao hả? Hôm nay là phu sẽ bảo hết chỗ này. Ba lập tức vô thông báo những người khách rời khỏi đây ngay. Ây da, Trần Đại Nhân à, nếu bây giờ tôi vô nói với khách vậy sau này tôi làm sao làm ăn nữa? Được, nếu bà sợ rằng sau này không làm ăn được nữa, bây giờ là phu bỏ ra 50 lượng bạc mua luôn bà đó. Ây da, Trần Đại Nhân à, cái thân già này còn đáng giá như vậy à? Ba thì đương nhiên không đáng giá này, nhưng mà kỹ viện này của bà thì đáng lắm. Thằng già mất nết này gạt ta. Huynh nói cái gì? Ê ê ê, nếu huynh muốn kiếm ông gái cần gì phải ra tiền mua dở vậy? Ê ê ê, chào các vị nha, bữa khác ghé chơi nha. Xin lỗi nha, xin lỗi, thông thẳng đi nha. Ê công công, công công à, công công. Ê, hôm nay chúng tôi không làm ăn đi, bữa khác mới tới. Bữa khác ghé chơi hả? Hả? Bây giờ ta tới đi kiếm bạn, tôi kiếm người. Ê ê, không được đâu, hai em muốn làm gì hả, muốn kiếm ai hả? Hôm nay chúng tôi không làm ăn mà. Ê ê, hai em muốn làm cái gì hả? Kiếm ai hả? Ê ê, mấy người muốn làm cái gì hả? Mấy người đừng nghĩ mình là thái giám tới đây phá tiệm tôi hả? Tôi quen với Trình tổng quản của mấy anh đó. Trình tổng quản. Uầy, muốn làm gì? Ta tới đây kiếm người trả thù. Tránh ra, tránh ra. Kiếm, tránh ra. Ê, còn muốn đi đâu nữa hả? Còn đi đâu? Má lên trên kia, kia. Nè, các người muốn kiếm ai hả? À, má của người kiếm người đi ăn cơm đó. Bên kia kìa. Ủa? Cái thằng già mất nước kìa. Ê, thứ người đó để ra đón chứ hắn là như vậy mà. Đúng là cái thằng già mất nước này, từ lúc mới lên 8 tuổi, vợ chồng con cái của ngươi, cha ngươi, nội ngươi, ngươi nào người nấy cứ than rằng tiền lương ít, con cái đồng ăn cũng ăn không đủ. Ngươi thiệt thật như vậy mà. Thiệt làm hại ta, làm ta trở về hoàng cung ăn cắp đồ cổ ra. Này cầm lấy. Ngươi thật là đang chết để ta giết chết ngươi. Mày muốn chết hả? Hai tên nô tài kia có biết chúng tôi là ai không hả? Là ai hả? Tứ A Ca, ngũ A Ca xin tha mạng già này. Tứ A Ca, ngũ A Ca. Sao vẫn chưa đi? Mẹ ngươi kiếm ngươi về ăn cơm kìa. Mau đi. Dạ, dạ, dạ. Ta bóp cổ ngươi chết. Tôi xin tha mạng. Tôi sắp chết rồi. Chết chưa ai chết già hả? Già mất nết. Ê, ngươi đừng chạy à. Đừng chạy yêu. Không đánh không được đâu. Ê, hay là như vậy nè, dùng cách mà đối phó mấy người mất đất trong cung đó. À. Tứ A Ca, ngũ A Ca xin đừng kẻo của tôi mà. Tứ A Ca, tôi lại ngài à. Nói vậy được. Ê, quay. À? Ngũ A Ca, Tứ A Ca, tại sao hai vị lại đi ra ngoài kinh thành? Còn gây chuyện ở ngoài đường nữa. Rủi mà bị phụ hoàng của hai vị biết được, chắc chắn sẽ trị tội hai vị. Ê, hai vị không hiểu đâu, ông già mất nết này à. Ủa, ê, hắn đâu rồi? Ở bên kia kìa. Ô, ê, 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 anh còn muốn đi đâu nữa hả? Phó Thiếu Bảo à, ngươi làm cái gì vậy chứ? Ngươi làm cái thơ gì lại xen vào chuyện của ta chứ? Hả? Chà, đừng nói nhiều nữa, mời hai vị về nhà mình rồi mới nói sau. À, đi à, đi à. Gì? Ê, ê. Thật là tức chết, thật là tức chết. Ê, ê, ê. Anh làm gì giận vậy? Cần gì phải giận chứ? Ta không giận sao được chứ? Cái thằng già mất nết kia gạt của ta rất nhiều đồ cổ, ngươi có biết không hả? Ta nghĩ rằng ở thành Bắc Kinh chỉ có phụ dương chúng ta là người có nhiều tiền nhất, rồi là tới phiên hắn đó. Hờ, hờ, huynh không thể trách người ta được. Tại huynh tính lời người ta còn nói gì nữa? Nè hả? Muốn giữ họ lại nhà mình thì không thành vấn đề, nhưng mà họ phá lắm đó, đâu chịu ngồi yên ở nhà. Rồi xảy ra cái chuyện gì chúng ta đâu có gánh chịu nổi.
Cha, tại vì hai anh em họ dù có bị đánh chết cũng không chịu trở về cùng. Chẳng lẽ mình trói họ lại hay sao? Cha nghĩ ra cách rồi. Nè, con đi vào phòng coi chừng họ. Nhớ đừng cho họ đi ra ngoài, cha sẽ trở về liền. Cha, cha đi đâu vậy? Tứ ca đâu? Anh nói gì anh thấy tức quá, đi kiếm giảm mất nết hỏi cho kỹ. Hả? Các người hãy nghe kỹ lời nói của ta đây nha. Các người không thể nào không biết ông già mất nết kia hiện giờ đang ở đâu hả? Hả? Nói mau ra, nói mau ra. À, không chịu nói hả? Không nói thì ta sẽ tới huyện phủ cho người ta đi bắt hết, đóng cửa lại luôn. Ây da, xin đừng à. Ây da, bày nhớ thử coi, nhớ thử Trần Đại Gia ở chỗ nào hả, nhà của ông? Hả? Hình như Trần Đại Nhân có nói là... Ở đâu? À, ở đâu? Ông nói nhà của ông lớn lắm. À, hình như ở Đông Đơn Tam Điều đó, hay là ở Tứ Điều gì nữa. À, không phải, hình như ở Ngũ Điều mới đúng. Tôi... Ê, giỡn hả? Tam Điều, Tứ Điều hay Ngũ Điều nói cho rõ nghe. Ông nói là nhà ông ở đối diện Thái Sử Đệ. Ủa? Ông nói chờ thêm một thời gian sẽ mua luôn khu đó cũng không chừng. Thái Sử Đệ? À đúng rồi, ở con đường Tam Đệ đó. Ê. À, trả lại bà. Cảm ơn nhiều. Tiếp tục làm ăn đi. Ai, mày phước quá. Ê, trời ơi, mày làm cái gì vậy? Làm tao hết hồn, hết vía gì đó. Không phải vậy. Cái gì? Trần Đại Nhân có nói là nhà của ông ở đối diện với Thượng Thư Đệ đó. Hả? Không phải là Thái Sử Đệ. Trời ơi. Tôi muốn cướp của, mà cũng không phải muốn cướp sát. Nếu cô chịu nói lão gia của cô ở đâu, ta sẽ đi ngay thôi. Anh xin lỗi nha. Ê, anh, nói đi. Anh để tôi mặc áo vô, tôi mới dẫn anh đi được chứ. Vậy cũng được. Nè, mặc vô đi. Anh đứng đây coi, làm sao tôi mặc được. Cũng có lý. Nè, nè, không được giở trò đó nghe. Lại lên đi. Lại lên à. Lại lên, lại lên, lại lên, lại lên. Được rồi, sắp được rồi. Xong chưa hả? Dạ chưa, dạ chưa. Mặc áo sao mà chậm quá vậy? Bộ cô rảnh không sao? Chưa, chưa, anh đừng có quay mặt qua đây nha. Lại lên đi à. Chưa hả? Chưa được. Anh đừng có hối tôi mà. Sao mà chậm quá vậy? Tôi phải đi gấp đó. Dạ lên đi. Anh... Dạ lên đi. Dạ chưa, dạ chưa. Vẫn chưa xong à? Anh đừng hối tôi quá mà. Ê, thôi không hối còn nữa, không hối còn nữa. Ê, xong chưa vậy? Con, con chưa mặc quần. Lại lên à. Ê, xong chưa hả? Xong chưa hả? Dạ. Sao mà lâu quá vậy? Sao mà lâu quá vậy? Xong chưa? Được rồi. Tiểu Thơ. Tiểu Thơ. Tiểu Thơ. Tiểu Thơ. Kim Liên.
Hoàng huynh tôi đâu? Tứ A Ca không có tới đây. Vậy Lô Gia đâu? Còn ở lại kinh thành bộ muốn chết hả? Đã thu dọn đồ đạc dẫn theo vợ trốn mắt rồi. Lần này ngươi không chết được cũng phải cho ngươi biết tay. Trả lại cho ta. Kim Liên, không được vô lễ. Vị công tử này, nghe Ả Hoàng nói công tử đến kiếm cha ta, có chuyện gì hả? Tôi thật là không ngờ, ông già mất nết kia lại có một đứa con gái đẹp như cô vậy. Ha, ngươi chết tới nơi rồi còn dám về tiếp thơ của ta. Ngươi câm miệng lại, lúc nãy ngươi lấy đồ đánh trên đầu ta, ta cũng chưa hỏi tội ngươi, ngươi biết không hả? Tiếp ta, đừng nói dám nữa, đưa tới huyện đi. Ha, tốt lắm. Ta dạy ngươi đưa ta đi tới đó đi. Ây da, anh Mập à, trỏ tôi đi. Trỏ đi. Vị công tử này, xin hỏi cha ta có lỗi gì với công tử mà công tử phải giận như vậy hả? Ê, thật tôi cũng không biết nói sao cho đúng. Cô tự mình đi hỏi cha cô đi. Sáng sớm nay cha ta đã đi bồ đài tự ở Tây Sơn kiếm pháp sư Diễn Thắng đánh cờ còn chưa về. Hắn đi kiếm pháp sư? Hắn tới tiệm thịt khô kiếm con gái đó mà. Tiệm thịt khô? Hả? À? Cho ta chưa khi nào đích thân đi chợ. Tiểu thư, vị công tử này, cho ta là một vị quân tử, xin công tử nói chuyện đàng hoàng. Ê, cô nương à, tôi thấy tội nghiệp cho cô quá, vì cô đã biết quá ít về chuyện của cha cô đó. Họ Tôm nhà ta xưa nay đều là nhà ăn học. Cô không phải họ Trần sao? Tất nhiên là không. Vậy cha của cô đâu? Thừa tướng đương thời văn hóa hiện đại học sĩ Tôn Thượng Tiến. Hả? Tôi nghĩ chắc công tử đã kiếm lòng nhà rồi. Tôi nghĩ chắc là vậy. Tiểu thơ, nếu hồi nãy có chỗ nào xúc phạm tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng trách. Xin lỗi nha. Xin kiếu. À, vị công tử, hồi nãy công tử chảy máu quá nhiều, tốt nhất bây giờ đừng lên đường. Tôi nghĩ cũng vậy. Tôi thấy hơi chóng mặt. Tôi nằm nghỉ một lát nha. Ngồi dậy, ngồi dậy à. Tiểu thơ à, tên lưu manh này sình tôi tắm rửa không phải là người tốt. Lại dung hoàng lão già nó không đi kiếm con gái. Tiểu thơ sao con chó ở lại đây ngủ? Bộ tôi muốn ở lại đây à? Tiểu thơ, Kim Liên đừng nóng nảy, ta tự biết xử lý. Bay đâu? Dạ. Chuẩn bị cho vị công tử này một tấm kiệu. Mời công tử dừng lại. Chuyện gì hả? Xin hỏi vị công tử này quý danh là gì? À, nếu mà muốn biết tên của tôi cũng không khó lắm đâu. Nếu cô chịu nói ra quý danh của cô trước thì được. Tiểu thơ, mặc kẽn đi. Đừng nói nữa. Họ của tôi là Tôn, tên Phước Như, Tôn Phước Như. À, tên của tôi là Hoàng Lợi. Không tên của họ, bỏ người tục đá nữa ra hả? Họ tôi là họ Cao. Là cao cả chữ cao đó. Hả? Ta xin mạo muội hỏi thêm một câu, Cao công tử ở nhà đã có vợ chưa hả? Ồ, tiểu đệ à, năm nay 23 tuổi vẫn chưa có vợ. Ê, coi mắt hả? À, Cao công tử đoán thiệt là đúng đó. Áo Hoàng Kim Liên tuy rằng xuất thân nghèo nàn, nhưng mà nàng lớn lên trong gia đình ta, học rộng hiểu nhiều, hơn nữa cũng có sắc đẹp. Nếu Cao công tử không chê, nàng Kim Liên ta xin với cha ta những cổ làm con nuôi rồi sẽ gả cho công tử làm vợ. Cổ hả? Xin đừng khách sáo. Cô thì hoặc mai tôi chịu à. Trời, bộ tôi muốn lấy người làm sao? Cái gì? Tiểu thơ à, sao không lại gả tôi với thằng lưu manh này? Kim Liên, vì công tử này tuy rằng miệng thì xấu một chút, nhưng mà cũng có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Không phải. Hơn nữa, hồi nãy hai người ở trong phòng đã thấy nhau hết rồi. Nếu Kim Liên không gả cho ảnh, vậy thì muốn gả cho ai? Ây da, tiểu thơ, cảm ơn tiểu thơ. Tại vì tôi tưởng rằng trong suốt cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ lấy được vợ nữa đó. Công tử khiêm tốn quá. Coi điều ăn mặc của công tử, chắc gia đình cũng khá giả lắm đó hả? Ăn mặc? Ê, người nào thông minh dòm vô tôi là biết tôi ăn cắp của người khác liền đó à. Ê, riêng về hoàn cảnh gia đình của tôi à, nếu nói ra thì dài dòng lắm đó. Ê, lúc mà tôi 7 tuổi nha, 7 tuổi thì cha tôi mất. Lúc 8 tuổi mẹ tôi cũng mất luôn. Bây giờ chỉ còn lại 8 đứa em gái, 9 thằng con trai tôi phải nuôi họ. Vậy đủ biết là tôi thảm cách nào rồi đó. Nhưng mà bây giờ không sợ nữa. Bây giờ à,
tôi lấy được một người vợ mạnh khỏe giúp đỡ tao rồi đó. Được, được. Ngươi câm miệng lại nha. Tiểu Tơ à, nếu mà lấy người chồng nghèo mặt nhắn à, thôi tôi đập đầu vô đá chết cũng hơn. Ê, ngươi. Kim Liên, nhưng hai người nãy tôi nói gạt Tiểu Tơ. Hồi nãy hắn đi vào nhà mình, tôi đang mặc áo đàng hoàng mà. Đâu có mặc, tôi thấy rõ ràng kia mà. Ê, thằng mất dịch, đừng nói bậy chẳng với danh hiệu của ta nha. Đây rõ ràng là sự thật mà. Người nói hả? Còn đây nói nè hả? Kim Liên, nếu mà tôi có miệng thấy một chút nào, thà là tôi sẽ không lấy hết. Dù là có ai lấy tôi cũng không ở lâu đâu. Đúng chưa hả? Kim Liên à. Kim Liên. Kim Liên. Được rồi, được rồi. Con người của cổ thật là chi khí. Tôi về được chưa? Ha. Cô đoán coi chúng ta còn cơ hội gặp nhau nữa không hả? Tôi đoán chắc không có nữa. Ừ, tôi đoán chắc có. Không những chúng ta sẽ gặp lại nhau, rất có thể chúng ta sẽ trở thành vợ chồng nữa. Công tử, xin công tử đứng đắn một chút. Phải đúng đắn sao hả? Đàn trai chưa vợ, đàn gái chưa chồng. Ừ? Tứ A Ca, anh đi đâu giờ mới về, làm tôi kiếm anh muốn chết luôn à. Ê, để nhắc lại câu chuyện này thật là dài dòng đó. Tôi đã quen với con gái của Văn Quá Điệp, đại học sĩ Tôn Thường Thiết, đó là Tôn Phước Như đó. Cô đã hứa lấy tôi rồi đó. À, thấy qua chưa hả? Sao vậy hả? Quang Mẫu Hậu, sao Quang Mẫu Hậu cũng ở đây? Con à, thật là càng ngày càng to gan, dám lén ra khỏi cùng. Nếu mà hoàng thượng biết được thì sao hả? Ê, hoàng thượng không biết đâu. Mẫu Hậu không nói, con không nói, hoàng thượng làm sao biết được chứ. À, hoàng của đệ đâu? Mẹ nó dẫn nó về rồi. Ủa, ai, nóng quá hả? Chăm cho tôi ly trà đi. Dạ. Cổ trà hả? Mau theo mẹ đi về cung. Hoàng Mẫu Hậu à, nếu hoàng mẫu hậu có muốn về thì về trước đi. Con còn có chút chuyện à, mẫu hậu về trước đi. À, con. Về trước đi mà. Xin chào hoàng phi, xin chào Thứ A Ca. Uông Công Công. Bộ Uông Công Công không theo hoàng thượng tới bì thử sơn trang hả? Hoàng thượng ở Bắc Đại Hải bị thích khách phục kích đó, cho nên trở về kinh sớm để phòng ngừa chuyện bất trắc nữa. Ây, chết rồi. Nè, bây giờ hoàng mẫu hậu muốn giấu cho con cũng không được đâu. Ê, cùng lắm là phạt con quỳ ở Thái Miếu. Phạt vậy đã quen rồi. À, đừng có chần chờ nữa, mời hoàng phi và Tứ A Ca lập tức lên đường. Ê, không được, tôi còn có chuyện quan trọng chưa làm xong, lát nữa sẽ trở về hả? Tứ A Ca. Nè, mất thế Điện Hạ, đừng để Điện Hạ gây sự. Dạ. Tứ A Ca, Tứ A Ca, ngài lại muốn làm gì nữa? Ây da, tao đâu có muốn làm gì chứ, chỉ muốn cưới người vợ đẹp thôi. Ê, người giúp tao hả? Nào xin, dù bị thiên càng câu, 谁能给我我心满自豪？人从前路去万里江山湖，多少光辉铺前路。情人些也不想细数，缘恨于那般柳岸无，谁人能望到眼前苦恼？多少欢呼吹得高。